Thưa quý vị, rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu từng lòng nhau. Quả thật là như vậy, qua những đợt Covid-19 kéo dài liên tiếp là minh chứng rõ nét, chân thực nhất cho điều này. Người người, nhà nhà, già hay trẻ đều một lòng cùng địa phương và thành phố chung tay, san sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu trong dịch. Ai có nhiều thì hỗ trợ nhiều, ai có ít thì hỗ trợ ít. Từ đợt dịch đầu tiên cho đến hiện tại thì tấm lòng của họ vẫn vẹn nguyên, chân thành như vậy. Vừa qua, phường Thanh Bình, quận Hà Châu đã tổ chức phiên chợ không đồng dành cho 400 người là bà con nghèo, lao động tự do và lực lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 trên địa bàn. Đây là lần thứ ba phường tổ chức phiên chợ kể từ đợt dịch đầu tiên. Theo đó, tổng kinh phí của phiên chợ đợt này là 120 triệu đồng do phường kêu gọi vận động từ các cá nhân tổ chức hảo tâm ủng hộ. Ai cũng sẵn lòng hỗ trợ cho bà con. Trong đó, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, trú tại phường Thanh Bình, đã hỗ trợ phần lớn cho phiên chợ đợt này, vừa tiền mặt và cả hiện vật. Được biết, trong những đợt dịch trước, chị Diệu Hiền cũng đã chung tay cùng địa phương, tích cực giúp đỡ cho bà con khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, chị còn thường xuyên tự làm thiện nguyện, hỗ trợ cho bà con ảnh hưởng của dịch, không chỉ ở địa phương mà còn các tỉnh thành lân cận khác. Thực ra là gia đình chị cũng khó khăn lắm. Nên giờ trừ chị nghĩ về là mình dù chi mình cũng hơn người ta. Nên giờ trừ là chị cũng chung tay giúp cho gia đình mẹ, gia đình hồ khó khăn. Họ khắc phục về khó khăn để qua cái dịch này để ổn định để người dân để làm. Ngoài ra, câu lạc bộ từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam cũng đã chung tay tham gia cùng thành phố hỗ trợ cho bà con khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch từ năm 2020. Theo đó, năm qua, câu lạc bộ đã hỗ trợ liên tục cho lực lượng trong 45 ngày đêm. Còn đợt dịch này, thì câu lạc bộ tiếp tục tổ chức chương trình tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch bằng những nước uống thanh mát, bổ dưỡng do chính thành viên câu lạc bộ làm. Chị Trần Thị Nữ, trú tại phường Thạch Thang, quận Hà Châu, cũng đã đóng góp 20kg cam cho câu lạc bộ. Chị Nữ chia sẻ thêm là mình biết đến những chương trình thiện nguyện của câu lạc bộ từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam từ lâu, thấy thực sự rất ý nghĩa, cho nên được nào cũng ủng hộ nho nhỏ cho câu lạc bộ. Vừa rồi dịch thì mỗi người một tay, chúng ta cùng chung nhau đóng góp cho các y bác sĩ, cho những người gia đình khó khăn. Cho nên là đó là thiện nguyện của mỗi người và ngay cả bản thân tôi. Trong suốt quá trình thực hiện những chương trình tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu, câu lạc bộ từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và trên khắp cả nước, những hỗ trợ lớn có mà nhỏ cũng có. Mỗi nhà hảo tâm có một tấm lòng, có người đem cam tới, có người đem xoài tới, người đem phân long tới, cũng có người gửi những bịch đá nhỏ thôi, nhưng mà đó là sự mà kết hợp đồng lòng của người dân Đà Nẵng cùng với lại câu bộ cũng như là những cái hậu duệ thiện nguyện nhóm khác để cùng gửi đến những ly thức uống mát cho các y bác sĩ tuyến đầu. Với rất nhiều việc làm như vậy, chúng ta thực sự thấy rằng tình người hiện diện ở khắp mọi nơi và đang được lan tỏa trong cộng đồng. Dẫu tất cả đều đang đối diện với khó khăn, nhưng mỗi người luôn sẵn sàng sát cánh cùng thành phố, lực lượng tuyến đầu để ngăn chặn dịch bệnh. Đồng thời, nhân văn hơn là sẵn lòng nắm lấy tay của người khó khăn hơn mình, cho họ hơi ấm, niềm tin, động lực để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này.